Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server đặc biệt 2. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Bình Trịnh. Và đội hình tâm ma hôm nay của chúng ta sẽ có tàn kiếm trảm nhạc kết hợp cùng với võ đan khôn nguyên và một thần cơ. Team này ngon đó nha anh em, bởi vì chúng ta đang có hai tăng cơ rất cứng luôn, đó chính là tàn kiếm võ đan. Thần cơ thì tạo sát thương thì anh em phải nói là không còn xa lạ gì nữa. Nói chung không xa lạ với mấy anh em nào theo dõi kênh mình lâu nha. Chứ mấy anh em mà mới chơi thì có lẽ cũng hơi xem thường con thần cơ đó. Chúng ta di chuyển sang khu vực số 25, lướt vào rồi tạo sát thương, khống chế dồn đam và kết thúc các ạc treo tại khu vực số 25. Team này hầu như là phái nào cũng có lượng sát thương rất khủng anh em ạ. Team này mà dồn một phát một thì team bên kia không lo chạy chắc chắn sẽ ra đi. Rồi, số lượng đội đã bắt đầu giảm dần. Và bây giờ chúng ta đang còn 23 đội trong bản đồ. Chuẩn bị có tài nguyên mới xuất hiện. Và bây giờ thì mình nghĩ là chúng ta cần phải di chuyển dần dần về thương nhân để lấy những quyển bí kíp hỗ trợ đam cho team anh em ạ. Chúng ta vẫn tiếp tục farm lính để kiếm thêm một lượng tài nguyên. Mình đã thấy dấu hiệu bán ngọc để lấy xu rồi anh em ạ. Chắc chắn là sau khi farm xong lính này chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Và chúng ta chuẩn bị di chuyển sang khu vực số 9, bật phong tháp vân cảnh lên, lướt vào. Đó là Long Uy. Chúng ta đã khống chế và kết thúc Long Uy. Wow, một võ đan đến từ khu vực số 23, cẩn thận anh em ạ. Như vậy võ đan chỉ có một mình, do đó chúng ta không cần phải rút lui. Khả năng là mình sẽ di chuyển sang đến khu vực số 23 luôn cho anh em coi. Rồi rồi rồi, không về, chúng ta tiếp tục úp sang khu vực nào. Không, chúng ta đang chờ đợi tài nguyên xuất hiện anh em ạ. Chúng ta quay trở lại khu vực số 25. Như vậy là các thành viên của mình đang cố gắng giữ mạng ở vòng số 1, hạn chế giao tranh rồi anh em ơi. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Và anh em thấy là khu vực số 24 tài nguyên đã bị chết. Rồi rồi, chắc chắn là cái team ở bên khu vực số 23 nó vừa di chuyển lên nó chết. Như vậy các thành viên của mình đang có những quyền bí kíp hỗ trợ rất tốt. Tiếp tục chúng ta quay trở lại khu vực số 9 nào. Lại là một khu vực trống. Rồi, bây giờ mừng cái quần đùi gì đây anh em ơi. Các thành viên chúng ta đang farm lính tại khu vực số 9. Và chúng ta chuẩn bị di chuyển sang đến khu vực số 2 chăng? Không, ảo tượng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Các thành viên mình cũng đã di chuyển sang khu vực số 2. Có team, đó là tàn kiếm, thần cơ đã lên chim để khống chế. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc một thần cơ khác của team đồ bạn anh em ạ. Chạy qua luôn. Tàn kiếm một chấm máu và tàn kiếm đã lên bảng điểm số quá nhỏ cho tàn kiếm. Và chúng ta có quân thể kim cang. Thần cơ đã mặc quân rồi, chạy xuống khu 4. Thần cơ ơi, thần cơ đã di chuyển lên khu vực số 11. Như vậy khu vực số 11 đang rất trống. Không, đó là một team treo. Chúng ta có thêm được những điểm hạ gục nữa anh em ạ. Quá tuyệt vời, team mình hiện tại đang có ưu thế về giao tranh rất là nhiều, bởi vì chúng ta có những tăng cơ rất mạnh và thần cơ vừa có khả năng dồn đam vừa có khả năng khống chế nên em ơi. Đây là một team có sự kết hợp lần đầu tiên mình được thấy trong tâm ma. Đã lâu lắm rồi chưa có những anh em chơi bằng phải thần cơ. Chúng ta đang úp về đến khu vực số 4, có tiêu dao không chạy. Tiếp tục là Trường Ca đây bây giờ. Mình giáo không hỗ trợ được rồi. Trường Ca ngã xuống, Mình giáo có đoàn quỷ thiên nhưng không xin nhê. Như vậy là tiêu giao đã thoát thành công. Và hiện tại số lượng đội trong bản đồ chúng ta vẫn còn đến 16 đội. Bây giờ thì tàn kiếm với võ đan đã yếu máu. Chúng ta bắt đầu quay trở lại khu vực số 3 để farm lính và hồi phục máu. Rồi, chạy lên khu 11 farm luôn đi anh em ơi. Hay là chúng ta tiếp tục di chuyển để quét map đây. Khả năng là mình sẽ kết thúc con tinh anh tại khu vực số 3. Đúng là như vậy rồi anh em ạ. Chúng ta quyết định đó là xử luôn con tinh anh tại khu vực số 3 rồi.
một phút cuối cùng của vòng số 1. Và ở phút cuối này thì sẽ có bao nhiêu đội nữa sẽ lên bảng điểm số đây? Team chúng ta đang bắt đầu tiếp tục di chuyển chết tài nguyên. Mình thấy khu vực số 3 có biến. Hiện tại thần cơ đang tuột mẫu. Tàn kiếm có quay trở lại để hỗ trợ hay không? Thần cơ đã chạy sang khu vực số 2 rồi. Võ đen chúng ta đang tuột máu rất nhiều. Lần này thì thằng kiếm đã quay trở lại, đó là cái bàn thiên vương. Rồi, có điểm hạ gục hay không em ơi? Đó là điểm hạ gục đầu tiên với huyền thủy. Đội bàn vẫn còn cái bàn với thiên vương. Một pha úp rất khó chịu. Ôi, còn chấm máu của con tên anh kìa anh em, không khiều nó cho nó ngã luôn anh em à. Thần cơ chúng ta vẫn chưa có được quyền bí kiếm hồi máu anh em ơi. Giờ đó thần cơ đang hồi máu, gặp rất nhiều khó khăn. Ây cha, một pha anh em thấy không? Chỉ vừa mới rời khỏi khu vực số 3 thôi đã có team di chuyển lên rồi. Mình đang tiếc cái là con tinh anh tại khu vực số 3 vẫn chưa bị xử lý anh em ơi. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 kết thúc tại đây. Và chúng ta vẫn còn đến 15 đội để bước vào vòng số 2. Một số lượng đội rất lớn nha. Ây cha, 15 đội đó anh em ạ. Kẹo này hơi căng nha. Rất may là tại khu vực số 3 không có team chuyển tổng về. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi. Rồi, có thương nhân luôn. Chắc chắn là sẽ có quyển bí kíp cho thần cơ mình hồi máu. Mình thấy có Thiên Tâm vừa di chuyển lên khu vực số 3 rồi. Trong bản đồ chúng ta có Thiên Tâm. Thiên Tâm bị khống chế chăng? Thiên Tâm đã quay trở lại khu vực số 4. Thiên Tâm vẫn tiếp tục bị khống chế. Thiên Tâm không có chiều cuối. Ây cha, hơi nhỏ cho Thiên Tâm nha. Cứ nghĩ sẽ có một mối nguy hiểm uy hiếp đội hình chúng ta. Nhưng Thiên Tâm đã bị xử lý rất gọn anh em ạ. Và ở trên khu vực số 11 đang có một tiêu dao. Đây là tiêu dao quay lại kìa. Lóc rồi. Quá dữ dằn luôn. Tiêu dao có chạy không? Bật phục tháp vân cảnh lên. Và tiêu dao đã chạy mất dép không? Bên này có cả Thiên Tâm, Đoàn Thị và Võ Đen. Tàn kiếm chúng ta chỉ có một mình thôi. Võ Đen đã xuất hiện để hỗ trợ. Tiếp tục là thần cơ. Võ Đen đang bị dùng đam rồi. Võ Đen lên thuận và thuận rất trâu anh em ạ. Như vậy là Võ Đen với Đoàn Thị đã bị xử lý rồi. Thiên Tâm đâu rồi, không cứu đồng đội gì hết trơn vậy. Ây cha, bây giờ chúng ta tiếp tục phạm lĩnh. Tàn kiếm của mình đã hồi phục lại kỹ năng rồi. Và anh em thấy có 3 đội đã bị lên bảng điểm số ở vòng số 2. Chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 3 để chết tàn nguyên anh em ạ. Những bước tiếp theo thì đội hình của mình sẽ di chuyển sang đến khu vực nào? Đó là khu vực số 4. Vẫn còn những quyển tăng cấp bí kíp cho anh em, tuyệt vời. Và chúng ta có di chuyển luôn về đến khu vực số 5 hay không? Không, chúng ta quay trở lại. Và sau đó là mình sẽ di chuyển sang khu vực số 2. Tiếp tục là quay trở lại khu vực số 10. Rất trống anh em ơi. Và chúng ta sẽ dừng lại để mở rương. Vẫn còn đến 9 đội trong bản đồ. Có team. Đó là một vỏ đen, một dương môn. Như vậy đây là team treo anh em à. Rồi, giữ gìn kỹ năng nha anh em ơi, bởi vì chúng ta chỉ còn khoảng 20 giây nữa là ảo tượng bắt đầu xuất hiện. Và mình tin chắc lần này ảo tượng xuất hiện sẽ có nhiều tình huống giao tranh xảy ra. Và hiện tại đội hình của mình đã lên được các quân hàm, đó là ỷ thiên, quá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Chỉ phần nửa thời gian của vòng số 2 chúng ta đã lên được quân hàm ỷ thiên là quá đã. Ảo tượng xuất hiện tại khu vực số 9, số 6 và số 7. Bây giờ các thành viên mình đang cố gắng di chuyển sang khu vực ảo tượng số 9. Bật phong tháp vân cảnh lên nào anh em. Ui, đồng đội mình qua tới luôn rồi kìa. Cẩn thận nha, mình thấy ảo tượng khu 6 được mở, khu 7 cũng đã được mở và khu 9 cũng đã được mở rồi. Chúng ta tiếp tục di chuyển sang, đây là một bả đào treo. Một bả đào treo tại khu vực số 8. Nhưng đã làm chúng ta mất các combo anh em ạ. Và hiện tại tàn kiếm không còn phong tháp bên cạnh, vẫn tiếp tục di chuyển sang khu vực số 7. Có team rồi tàn kiếm ơi, có team. Mình thấy là võ đen đã lao vào giao tranh. Như vậy là võ đen đã có được một điểm hạ gục. Vẫn còn tiêu dao.
Ôi, kéo lại nữa kìa Tiêu Dao, rất khổ bảo. Và như vậy là chúng ta có chiêu lước nè, Tiêu Dao đã tiêu đời luôn anh em ạ. Trời ơi, Tiêu Dao pha đó vẫn liều ha, chạy, chúng ta nên chạy luôn. Cứ nghĩ là team của mình sẽ không đuổi theo, Tiêu Dao đã xuống ngựa để kéo lính và hồi máu, nhưng rất tiếc chúng ta vẫn đuổi theo Tiêu Dao. Rồi, còn team nào mạnh nữa đối đầu với chúng ta hay không anh em ơi? Nhưng mà anh em yên tâm, bản đồ mình vẫn còn đến 6 đội. Tiếp tục di chuyển sang đến khu vực số 6 nào. Hiện tại thần cơ chúng ta đang có mặt tại khu vực số 8. Thần cơ đã di chuyển sang khu vực số 7. Có vỏ đen. À không, đó là Tiêu Dao. Tiêu Dao đã sử dụng lượng né tránh để thoát thân. Tàn kiếm đuổi theo, nhưng Tiêu Dao đã chạy rất xa anh em ạ. Không phát hiện cái địch. Bây giờ thì chúng ta... Đây, mục tiêu đang ở tại khu vực số 9. Mất né rồi, bị khống chế rồi. Tiêu Dao đã chạy thành công sang khu vực số 9 trở lại. Tiêu Dao đã di chuyển sang khu vực số 2. Tàn kiếm vẫn quyết định đuổi theo. Đây nè, lướt một cái nè. Tiêu Dao đã chạy sang khu vực số 8. Như vậy là các thành viên chúng ta đã không xử lý được Tiêu Dao. Và Tiêu Dao còn sống thì sẽ gây nguy hiểm cho vỏ đen trong team mình anh em ơi. Bây giờ thì các thành viên của chúng ta có lẽ sẽ quay trở lại khu vực số 9 để tiếp tục farm lính và mở rương. Tàn kiếm vẫn một mình tung tăng để tìm kiếm những mục tiêu khác. Phát hiện đó là cái bang. Ai cha, liều luôn. Oh wow, tàn kiếm lao vào combat với cái bang. Cái bang không nhúc nhích được anh em ạ, không có tí điệp rồi. Chúng ta có quân và cái bang đã chạy. Trời ơi, cái bang không mừng ăn được gì với tàn kiếm. Quá khó chịu. Như vậy là khả năng trong bản đồ này sẽ còn rất nhiều những team lẻ. Và không biết là có thiên nhận hay không. Như vậy là thời gian của vòng số 2 sẽ kết thúc tại đây nè em ơi. Chúng ta vẫn còn đến 4 đội. 4 đội nha anh em. Vòng số 3 bắt đầu. Và bây giờ thì các thành viên của mình sẽ di chuyển. Đây con gì. Ủa con dĩ thiên kìa, rồi xong thằng nhỏ luôn. Bị khống chế một cách dồn dập và không thể nào phản kháng được. Chúng ta đã giảm đi thêm một đội trong bản đồ. Hình như lúc nãy là con vó đen anh em ạ. Đây, cái bang có quân. Khống chế được tàn kiếm rồi, dồn tàn kiếm luôn cái bang ơi. Tàn kiếm chúng ta đã chạy thành công. Cái bang đang có tí điệp nhưng hết quân, cái bang buộc lòng phải rút lui. Phát đó mà các bạn có thêm được khoảng 2 lượt rồng thôi là chắc chắn tàn kiếm mình sẽ tuột rất nhiều máu. Nhưng mà mình thấy là thần cơ đã xử lý luôn cái bang rồi anh em ạ. Và như vậy là trong ban đầu chúng ta chỉ còn có một team đối đầu. Phải chăng đó là Tiêu Dao hay là một team khác anh em ạ? Rồi, khu vực số 8 có biến tại khu vực số 8. Hiện tại thần cơ đang tuột máu tại khu vực số 8 anh em ạ. Vỏ đen thì đã di chuyển sang khu vực số 1 rồi. Đó là một phái gì đây? Tàn kiếm chúng ta vẫn chưa phát hiện được mục tiêu. Theo mình đoán đó là Tiêu Dao. Rất có khả năng là Tiêu Dao anh em ạ. Các thành viên chúng ta đã hồi phục lại lượng máu. Đây rồi, mục tiêu đã xuất hiện và đó chính là Tiêu Dao. Tiêu Dao đang có bạo kích nhưng chỉ là quân hàm ỷ thiên. Bây giờ thì tàn kiếm đang cố gắng di chuyển thật nhanh để không cho Tiêu Dao có cơ hội chích tài nguyên cũng như là phản kéo. Tiêu Dao đã bị cố né thành công rồi. Và lần này Tiêu Dao có chạy được hay không? Lóc lên nhưng không hiệu quả. Như vậy là Tiêu Dao vẫn thoát thân thành công với chiêu Bạch Hồng Quán Nhật. Và liệu chăng Tiêu Dao có thể hồi phục lượng máu một cách an toàn? Tàn kiếm vẫn quyết tâm truy đuổi không cho Tiêu Dao có cơ hội phản kèo ngược trở lại anh em ạ. Như vậy là chúng ta đang mất dấu Tiêu Dao. Rất khó cho Tiêu Dao. Như vậy khu vực số 5 đã có biến và trận tâm ma kết thúc rồi anh em ơi, quá tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.